Nó còn cái vấn đề mà nuôi dưỡng cha mẹ thì bắt đầu mấy con nhớ trên cái vấn đề mà đau bệnh, mấy con đừng sợ hãi, cái này quan trọng lắm. Khi cái thân có đau nhất chỗ nào, bất kỳ chỗ nào, mấy con sẽ nhắc tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự. Thì lúc bây giờ mấy con giữ cái tâm bất động, bất động thanh thản là vô sự cho mấy con, bất động để cho nó yên, thân pháp yên lặng. Thì mấy con đưa cánh tay ngay cái chỗ đau của mình ở trên đầu như thế này, mấy con vuốt vậy đi, cái thọ này đi không có được đau nữa, thì cái lực bất động nó sẽ ở trên cánh tay đó. Các con nghe cái bàn tay mà trị bệnh của người ta không, đó là cái lực tưởng mà người ta trị còn được, huống hồn cái lực ý thức nó mạnh lắm mấy con. Đừng có sợ chết, chết bỏ mà thân này ai cũng chết, cái bộ sống hoài không mà sợ. Cho nên mình lấy cái bàn tay của mình để trở thành cái lực của bất động tâm để vuốt. Bây giờ có người thân của mình đau nhức cái chân, mình tập trung mình nhắc tâm bất động thanh thản là vô sự, gom vào cánh tay này, bàn tay này. Thì lúc bây giờ đó, mình nhìn cái bàn tay của mình trong cái sức tập trung bất động tâm của mình, đừng có khởi niệm nào hết. Lấy cái bàn tay này kê lên cái đầu gối hoặc chỗ nào đau của cái người thân của mình, vuốt đi đi chỗ đau này phải hết. Mình chỉ ra lệnh vậy thôi, vuốt vài ba cái hết rồi. Mình trị bệnh mình được, mình trị người ta cũng được, chứ đâu phải trị không được. Sao mấy con, tại mấy con không tập trung. Mà mấy con tập trung như vậy, cái lực của mấy con rất mạnh. Mấy con làm như vậy một vài ba lần, mấy con thấy rõ ràng cái lực bất động của mình rất mạnh, rất mạnh. Còn mấy con sẽ trị chết bỏ. Lần thứ nhất không hết, lần thứ hai không hết, lần thứ ba phải hết. Mà cho bây giờ không hết, tập cho 100 lần cũng phải hết. Dùng cái sức này ta đẩy, cái tính lực của mấy con là mấy con làm được 100 lần. Còn mấy con làm 2-3 lần không hết, tức là thiếu tính lực. Các con hiểu chưa? Ngũ lực của Phật mà tính lực là hàng đầu mà. Cho nên vì vậy mà vuốt một lần thứ nhất không hết, nghe đau. Vuốt một lần thứ hai không hết. Vuốt 100 lần, 1000 lần có mày hết không? Đó là nói lời cái ý thức mạnh mẽ của mình. Mà đó là cái tính lực của mấy con. Vì Phật giảng có như lý thất ý, lậu hoặc chưa sanh, đau khổ chưa sanh, để không sanh mà đã sanh bị diệt. Mình là người học Phật Pháp mà, đâu có còn chuyện mà uống thuốc. Đâu có còn chuyện mà nằm đứng lên la. Đâu có sợ ba cái thứ này. Cho nên mấy con thấy không? Như thầy bây giờ già cả, thầy thay vì người ta thì đau nhất chỗ này kia, thầy dám vô đây đau mà, thầy vuốt một cái là lo chạy, xích gói chạy kia. Thôi bắt chước thầy đi chứ. Đệ tử của thầy mà bắt chước thầy là quá dở. Đau cô bộ khổ sợ. Thầy nói thật sự mấy con, cái bố của mấy con ở cổ nè, ở chỗ nào mà bị lớn lên, thầy nó vuốt vài ba cái tiêu hết khỏi từng bị mổ. Cái tay này nó hơn là cái dao của bác sĩ mấy con. Mà vuốt là nó đâu có vết thương gì đâu, nó tiêu mà không có vết thương. Tại mấy con không dồn được cái lực bất động tâm của mấy con vào bàn tay của mấy con, mà mấy con trị không được mà thôi. Mấy con phải tập. Bây giờ mấy con tập bất động thì mấy con phải tập nó vào cái bàn tay của mấy con chứ. Phải không? Mấy con phải tập trung cái lực của bất động của mấy con vào cánh tay để cứu. Cho nên hôm nay dạy mấy con biết cách để tu tập cho đúng, là không phải diệt vọng tưởng, mà xả bỏ tất cả những cái niệm đau khổ trên thân tâm của mấy con. Nói vậy thôi. Cái thứ hai kế đó nữa là cái mà giúp cho mấy con trị bệnh. Mấy con có tin thì mấy con xuống, mấy con tin mấy con ráng trị. Bởi vì đạo Phật có năm lực mà tính lực là hàng đầu, mà đây là pháp của con. Đức Phật đã dạy rõ ràng trong kinh lậu hoặc, trong kinh đau khổ. Lậu hoặc có nghĩa là dịch ra chữ đúng á, thì dịch cái chữ mà lậu hoặc thì mấy con khó hiểu, mà dịch cái kinh gọi là kinh đau khổ. Kinh đau khổ. À, bây giờ nếu mà có như lý tác ý là lậu hoặc tức là đau khổ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt, thì mình có pháp như lý, thì mình thấy tâm bất động thanh thang là vô sự, tập trung trong bàn tay thôi, đưa lên trên đầu nè, chỉ cái bụng nhất đầu này cho hết, vuốt qua một cái đi chạy mất à, không hết tao vuốt cái nữa, ba cái là phải xích gói chạy ở đó, bệnh nào dám ở đó nữa. Các con cứ nghe thầy làm đi, mà cái lực tập trung với con mạnh thì mấy con vuốt cái đi mất. Yếu yếu thì vuốt hai cái, mà yếu nữa ba cái, mà yếu nữa thì cho nó chục cái, còn yếu nữa thì cho nó trăm cái. Phải không? Mấy con đừng có nản chí, đừng có sợ. Tự mình đuổi bệnh mà, có tốn hao gì đâu mà sợ.
mà lại đưa tay đưa chân vậy, nó còn khỏe khoắn cơ nữa chứ. Cơ bắp mình mà đưa tới đưa lui vậy nó còn khỏe mạnh. Bây giờ mấy con đưa vậy đó thì mấy con thấy cơ bắp của mình nó vẫn ổn chứ gì, hơn là tập thể thao mà lại trị bệnh nữa. Phải sướng không? Đơn giản, rất đơn giản, pháp học rất đơn giản mà cứu khổ chúng ta.